Yo, Linh chào em, quay trở lại với Top Mobile Games. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng với nhau đến với một cái video dành cho các chiến thuật mà chúng ta có thể tận dụng ở trong eFootball 2023. Đây là một cái chiến thuật mà mình nghĩ là có lẽ anh em cũng đã quá quen thuộc ở cái thời của PES 2021 rồi. Và đây cũng là một trong những cái dạng chiến thuật mình cũng hay đá. Với tên huấn luyện viên đó chính là C-Mark 4222 và hai vị trí AMF. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cái chiến thuật. Thứ nhất, anh em có thể chọn ở phần Dream Team. Chúng ta vào phần South America, anh em chọn Colombian League và anh em chọn đội bóng Boyacá RV ở đây. Mình sẽ không chọn nữa, mình đã chọn rồi. Và anh em có thể ấn Done đúng không? Sau khi anh em ấn Done xong, anh em quay về cái game plan của mình. Và anh em chọn phần Chase Formation, anh em chọn Default. Sau khi chọn Default rồi, anh em nhớ là đi ra ngoài để lưu. Nếu như anh em muốn đổi cái đội bóng khác, chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên cái đội hình này. Thì cái đội hình này có cái điểm mạnh gì với cái chiến thuật 4-2-2-2? Đương nhiên chúng ta sẽ phải nói trước một chút về đó chính là cái lối đá của cái đội bóng này. Thì cái đội bóng này là một đội bóng ở Colombia và đá chủ yếu mình thấy đó chính là Longbo cũng như là Quick Counter. Anh em có thể search ở trong eFootball 2023, eFootball Hub 2023. Ngoài ra thì cái lối đá của chiến thuật này là chủ yếu là anh em có thể thấy được rằng là phía trung lộ của chúng ta cũng có khá nhiều, rất là dày đặc. Nó khá là phù hợp với các cái kiểu chiến thuật chơi ba bật trung lộ đẩy sang cánh cũng có thể tận dụng được. Nếu chúng ta đá một cái chiến thuật như là Away hoặc là Longbow. Mình thì mình hay đá Longbow Counter. Mình thấy thì với cái chiến thuật này Longbow Counter vẫn có thể tận dụng được. Quick Counter thì vẫn sẽ có thể tận dụng được nếu anh em chơi pressing tầm cao tốt và sở hữu những cái cầu thủ có khả năng chuyển một chạm tốt. Thì mình nghĩ Quick Counter cũng khá là hợp lý. Possession thì mình cũng chưa có test nên là anh em cũng có thể thử test xem sao. Còn cá nhân mình thấy hiện tại thì với chiến thuật này AY, Quick Counter và Longbow Counter đang là những cái chiến thuật mà anh em có thể tận dụng. Sắp xếp vị trí thì như anh em có thể thấy đây, chúng ta có những cái vị trí nó cũng khá là cơ bản. Chúng ta có hai cái đôi cánh LB và RB là hai vị trí nó khá là quan trọng. Khi cái mùa năm nay thì cái việc Takarada là xảy ra khá nhiều. Anh em chú ý là chúng ta cho những cái vị trí LBRB có tốc độ tốt cho mình, phòng ngự tốt nữa là ok nhé. Vị trí tiền vệ thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải thay đổi quá nhiều đâu, anh em cứ sắp xếp nào cho nó hợp lý. Miễn là chúng ta chơi không quá thấp là được và chúng ta cố gắng có thể chơi được phản công nhanh, như là đẩy sang cánh hoặc là những tiền vệ khả năng chuyền tốt. Hiện tại mình có Depot này, Messi này, Casemiro này và Modric. Thì hai vị trí AMF này nó cũng khá là quan trọng khi mà đây sẽ là hai cái vị trí mà giúp cho chúng ta có năng tấn công nó tốt hơn. Và tiền đạo thì anh em có thể tận dụng một tiền đạo còn đánh đầu tốt nhé. Hiện tại mình đang chơi các chiến thuật mà Longbow Counter nhưng mà hai tiền đạo của mình khá là lùn nên mình cũng đang mất lợi thế ở những cái pha bóng phất lên phía trên. Anh em có thể là cân nhắc xếp cho những cái vị trí tiền đạo cao kiều hơn một chút, một cầu thủ thôi cũng được, Ackerman chẳng hạn, để anh em có thể là chiếm lĩnh không gian nó tốt hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào ngay trận đấu để mình có thể nói chi tiết hơn về cái di chuyển của chiến thuật này. Let's go. Rồi, vào trận đấu của chúng ta thì đội hình như thế này đây. Tuy nhiên thì phong độ có lẽ sẽ cần phải thay đổi một chút. Mbappe nó có phong độ tốt hơn. Chúng ta có được xếp Mbappe và thay cho Del Piero. Cũng như là có một chút gì đó lợi thế ở khu vực bóng trên không. Với cái lối chiến thuật này thì mình nghĩ là hai cái vị trí AMF sẽ là hai vị trí nó khá là quan trọng. Thì đây sẽ là những cầu thủ có thể tạo đột biến cũng như là chọc khe hay là tạo những đường truyền dành cho hai tiền đạo. Đương nhiên là nếu như chúng ta đá một đội hình khá là thấp như là Longbow Counter thì cái việc mà bị bắt bài nó có thể xảy ra. Bởi vì sao, chúng ta hay có cái xu hướng đó chính là truyền vào cho tiền đạo. Anh em cũng có thể là tận dụng hai vị trí này để đột phá thẳng vào khu vực cánh của đối phương thì sẽ gây ra nhiều cái sự bất ngờ hơn, và chúng ta truyền vào sau. Chúng ta truyền vào cho tiền đạo khi chúng ta áp sát được cái cầu môn ở cái khoảng cách nó dễ dàng để chúng ta có thể tạo đột biến hơn. Mình nghĩ đấy cũng sẽ làm cái phương án mà đột biến nó tốt hơn với cái chiến thuật này. Còn khi mà lên rank cao khoảng cỡ Division 1 rồi thì đa số anh em chơi cũng rất là đúng bài. Khá là khó là chúng ta có thể có những cái chiêu bài mà kiểu chậm chậm một chút là chết ngay. Như đây là Messi.
đây là một cái phương án theo bài với cái chiến thuật này. Chúng ta đẩy từ hai vị trí tiền đạo, rồi chúng ta đẩy sang cánh cho một vị trí như là Messi băng lên và dứt điểm. Thì anh em có thể thấy được cái tầm quan trọng của hai cái vị trí này khi chơi pressing tầm cao cũng như chúng ta chơi phản công nhanh. Theo mình thấy thì nếu như chúng ta để cho AMF là những hold player, nhưng mà hold player lại thuận chân phải, mình đã thử test Johan Cruyff, không thực sự là một cái phương án nó quá là gây ra cái sức ảnh hưởng lớn so với Messi. Messi, một cầu thủ có tốc độ tốt ở cái phiên bản lần này, không đến nỗi quá tồi. Dứt điểm thì không cần phải nói rồi, rất hay. Và có thể chơi AMF như cái style creative playmaker trong mùa năm nay thì nó lại quá cháy. Thì Messi đang nhỉnh hơn so với những AMF whole player khác ở cái vị trí này. Còn lý do tại sao mình để cho Luka Modric ở bên cánh kia? Thứ nhất, Luka Modric có khả năng phòng ngự, có khả năng sút xa, có thể cứa lòng, có thể chuyển tốt, có thể giữ bóng và dây bóng, cho chúng ta một cái vị trí mà có thể cover về nếu như chúng ta bị tấn công ở cánh. Với cái chiếc tân này thì mình bo được cánh nó cũng khá là ổn, mình cũng không có quá sợ những cái pha đánh từ cánh của đối phương. Nhưng mà đôi khi những pha trung lộ lại khiến chúng ta hơi hở một tí. Tình huống này thì nếu như chúng ta không kịp kéo tiền vệ về thì nó khá là hở, và theo kiểu là chỉ có đuổi bóng thôi chứ cũng không có thể nào mà cướp bóng nhanh được. Thì đấy cũng có thể là một cái vấn đề. Cá nhân mình thì mình cũng không muốn các tiền vệ đá quá thấp khi mà chúng ta phản công nhanh lên pha bóng của Messi. Đây là pha đột phá, chúng ta có nên truyền hay không? Mình nghĩ là anh em đừng truyền làm gì, anh cứ chạy thẳng vào đây, dứt điểm thôi. Team bạn hầu như là bắt bài khá tốt với những cái đường truyền vào trong rồi. Chúng ta có thể hạn chế cái điều đó bằng việc là chúng ta đột phá. Và những cầu thủ thuận chân trái như thế này thì có cái sự lợi thế hơn so với cầu thủ thuận chân phải. Messi cắt vào có thể cứa lòng hoặc sút ở góc xa. Thì mình nghĩ đấy là cái sự lợi thế mà chúng ta đang có được ở vị trí Messi này. Còn nếu như đó là Johan Cruyff thì sao? Chúng ta thường sẽ suy nghĩ là chân phải của Johan Cruyff chúng ta nên truyền thì nó tốt hơn. Đấy có thể là cái điều mà sẽ khiến chúng ta bị mất đi cái cơ hội ghi bàn. Nghĩ quá nhiều cũng không tốt anh em ạ. Cá nhân tôi khi lên Division 1 chia sẻ với anh em mà tôi nghĩ khá nhiều về những cái đường bóng nên đưa ra như là cho hợp lý, thì tôi lại gặp khá nhiều khó khăn trong việc là ghi bàn. Và khi dính phản công thì cũng không thể nào chặn được đối phương. Chúng ta nghĩ quá nhiều mà. Thực ra là đa số là thua nhiều hơn là thắng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ phải là cố gắng học từ những sai lầm của chính mình. Và phản công tiếp theo, Modric để sang cánh, một đường bóng theo bài, ít nhất là theo bài thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội nó rõ ràng hơn. Còn nếu như bài của chúng ta bị bắt hết rồi, trong tình huống vừa rồi chúng ta đã bị bắt bài để sang cánh cho Messi, thì anh em có thể tận dụng theo hướng khác. Ví dụ chúng ta cho tuyến tiền vệ có khả năng dứt điểm tốt lên phía trên. Hiện tại thì có Casemiro và Depay, cũng là hai vị trí mà có thể tạo đột biến để cú sút xa của mình. Messi, Depay, ui, vô dâng lên rồi, nhưng có KZ ở dưới. Đây rồi, Casemiro chuyển tốt, Depay đột phá, dứt điểm. Đó có thể là một phương án, nhưng mà hiện tại thì team bạn là một chiến thuật đang có khá đông vị trí các tiền vệ ở khu trung lộ. Thực tế thì trận đấu này mình muốn test Depay nhiều hơn, thành ra là có những cái pha bóng dê bóng nó không được quá hay. Và hở cánh Ansu Fati rất hay của team bạn, cứ lòng không vào. Và hở cánh Hakimi không kịp bo về. Và team bạn có một pha dứt điểm. Devia thì bạn nghĩ mình chuyền, nhưng mình sẽ bứt tốc lên đây rồi mới chuyền. Trong vài tình huống thì có lẽ mình nghĩ là chúng ta nên cầm bóng để chúng ta bứt tốc lên, rồi sau đó là tạo một cái khoảng trống vừa đủ, cũng như là có đủ thời gian để đồng đội di chuyển vị trí phù hợp hơn. Còn nếu như chúng ta ban bật quá nhanh thì đôi khi cái sự liên kết nó lại bị hơi rời rạc. Thì anh có thể để ý đến một chút về cái điều đó. Bình tĩnh cũng không quá thừa, nhưng đừng lố là được. Depay, đừng lố, dây đi, Depay. Hơi lố rồi, hơi lố như thế này thì hơi bị lo này. Thì bảo phản công, không ổn rồi, Di Maria. Để xuống, một đường chuyền tốt, Deco, Llorente, Ansu Fati. Cánh của chúng ta có thể cover được không? Ui dồi, ảo vậy. Ansu Fati, ui, quả này chịu, quả này quá hay từ Ansu Fati anh em ạ. Không thể nào chặn được Ansu Fati luôn. Thay người đi nào. Thay người thì chúng ta vẫn sẽ ưu tiên những super sub, những cầu thủ có tốc độ tốt, khả năng chuyền một chút gì đó. Đặc biệt là hai vị trí AMF thì có lẽ cũng sẽ phải thay để chúng ta có một cái thể lực nó tốt hơn.
một đường chuyền tốt dành cho Depot. Depot làm gì? Depot thoát được rồi. Depot chuyền vào cho Inzaghi. Đây cũng sẽ là một cái đường bóng mà chúng ta có thể tận dụng được với cái sự đột phá của tuyến tiền vệ. Và Inzaghi là người super sub vào sân. Rồi. Đó cũng sẽ là những cái phương án mà anh em có thể tận dụng. Dem Piero thấy di chuyển, Depot đã di chuyển trong khe. Trong khe tốt. Depot cố gắng giữ bóng, vẫn là Depot. Chưa chuyển vội anh ấy quáng dê. Không được, đã bị bài rồi. Trong những tình huống này nó hơi lố với Depot rồi anh em ạ. Không sao, tiếp tục những pha phối hợp. Depot chạy bóng hơi dài. Rồi ok, không ổn. Depot hơi lố ở những cái tình huống cuối trận mà chúng ta đang bị dính phản công đây. Mbappe, Depot cắt bóng tốt, bứt tốc lên nào. Depot, Depot là một cầu thủ có thể lực khá là tốt. Depot, vẫn là Depot, quyết định rơi bóng. Làm gì? Quay ngược trở lại. Tiếp tục là Depot. Làm gì? Không được rồi. Anh rơi bóng quá nhiều nhưng vẫn chưa ăn thua. Depot cố gắng kiếm bàn thắng cho mình nhưng không được rồi. Tìm bảo phản công sẽ cho Busquets. Chuyền lên cho Tchouaméni. Mbappé. Rồi, những pha chống phản công như thế này có lẽ là cái pha. Pha này đột phá quá hay rồi. Mbappé. Bukayo Saka, chúng ta có đủ người để hỗ trợ phòng ngự đây nhưng mà đó là một tình huống quá hay của team bạn. Wow, và bứt tốc quá nhanh của Mbappé. Và cũng không đủ thời gian để cho team bạn có thể gỡ được. Thì cá nhân mình thấy với cái chiến thuật này chúng ta cũng có thể tận dụng được ở vị trí 2 AMF. Và đặc biệt là những vị trí tiền đạo thì có lẽ anh em sẽ cân nhắc một vị trí tiền đạo có khả năng đánh đầu tốt, có chiều cao tốt, có thể chuyền tốt để chúng ta có thêm nhiều cái sự tính toán hơn khi vào trận đấu. Vì đôi khi mình chơi hai tiền đạo như Dem Piero và David Villa thì khá lùn để có thể nhận được những đường bóng từ tuyến dưới phất lên. Nên anh em cân nhắc một chút về điều đó thôi. Còn các vị trí tiền vệ thì mình nghĩ là anh em cứ sắp xếp nào cho nó hợp lý được, miễn là chúng ta có một cái tuyến tiền vệ cơ động. Ok, và anh em thích cái video này đừng quên là subscribe và tiếp tục tham gia. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.